lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 872 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử phạt hành chính tạm giữ 183 phương tiện, 108 bộ giấy tờ, tước 90 giấy phép lái xe, xử lý 10 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng xã hội Facebook, phát hiện bài đăng có nội dung video clip một xe taxi lạng lách đi lòng vòng ngược chiều trên đường Phạm Hùng, đoạn đến bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã tiến hành xác minh, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định. Các tổ công tác 141 phát hiện xử lý 52 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 12 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Phát hiện bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xử lý 2 vụ, 3 đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự, thu giữ một gói nghi ma túy, một xe mô tô nghi tang vật. Lực lượng phòng cháy chữa cháy kiểm tra 73 cơ sở, phát hiện vi phạm, lập hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp. Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận xử lý 51 tin. Tổng đài 113 tiếp nhận 44 tin liên quan đến an ninh trật tự, điều động 44 lượt phương tiện, 166 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết, trong đó có một vụ, một người chết chưa rõ nguyên nhân tại Long Biên. Tổng đài 114 tiếp nhận 7 tin cháy, cứu nạn cứu hộ, kịp thời điều động 21 lượt phương tiện, 122 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.